Đông Nam Á nay đã đến Việt Nam, bóp vụn, lắc đều, thưởng thức ngay. Con tự tin 1%. Hát một bài hát bắt đầu bằng chữ tình và kết thúc bằng chữ em. Chữ tình đúng không? Tình yêu. Tình. 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 Nhiều bài nữa mà sao mình chả biết nhỉ? I have a pen, I have an apple. Apple pen, I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen, apple pen, pineapple pen. Pen pineapple apple pen. Pen pineapple apple pen. Dance time, dance time, dance time. Lý do mà hai chị em quyết định tham gia chương trình Gia Đình Song Ca bởi vì trong khoảng thời gian mà em vào thành phố Hồ Chí Minh thì cảm thấy rất là nhớ chị, nên muốn là chị vào trong Sài Gòn để thi cùng mình, để hai chị em có thời gian để gắn kết với nhau hơn. Là không được vào vòng trong nhưng hai mẹ con cũng rất vui vì đã giữ được những kỷ niệm rất là ấn tượng trên sân khấu. Tại vì từ nhà xe đến đây á, không được đi tiếp hát cùng với ba nên con rất là buồn. Có cái kỷ niệm mà con ba bắt hai tông quà không được cái ba mà bà giận mà đá ghế mình rung ra rồi tụi ba ôm cho cười á. Cảm xúc của con khi nhận được cái cúp Gia Đình Song Ca này thì con thấy rất là vui. Tại vì con thấy con và ba cũng đã hát hết mình trên sân khấu rồi. Và con xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ con trong suốt chương trình. Mời quý vị đón xem tập 8 được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2017 trên kênh HTV7. Truy cập vào địa chỉ fanpage Mami Việt Nam để biết thêm chi tiết và đặt hàng nhé.